Welcome to my English class, learned by the teacher Nguyễn Thanh Thủy on BNN channel. Please like, share and subscribe for the next lesson. Chào mừng các bạn đến với lớp tiếng Anh của cô Thủy nhé. Are you ready? English grammar. Tenses. Sequence of tenses for level A1, A2 and B1. Hôm nay cô Thủy sẽ hướng dẫn cho các bạn phần ngữ pháp tiếng Anh tenses, các thì. Và các thì cô đã hướng dẫn hết rồi, thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn một cái phần rất là quan trọng, sequence of tenses, phối hợp các thì. Sau khi các bạn đã nắm bắt được cách sử dụng các thì rồi, thì các bạn sẽ làm quen và tập kết hợp, phối hợp các thì với nhau. Nó sẽ làm câu văn của mình phong phú hơn, hay hơn, và chúng ta sẽ được đánh giá cái level tiếng Anh của chúng ta cao hơn. Và ngoài ra thì sự phối hợp thì này nó sẽ xuất hiện rất nhiều trong các dạng bài tập cũng như là các dạng bài test. Thông thường thì chúng ta sẽ thấy là dạng bài tập về thì có thể là sẽ cho một nửa câu, một mệnh đề là một thì, các bạn sẽ chia mệnh đề còn lại. Hoặc là chúng ta có thể là có những dạng bài sẽ cho chúng ta phải chia cả hai mệnh đề của câu. Và dạng thứ ba có thể là dạng chúng ta sẽ viết câu, viết lại câu liên quan đến thì. Như vậy thì vân vân, tất cả những cái dạng bài đó khi mà đã có sự phối hợp hai thì với nhau rồi, nếu chúng ta biết cách phối hợp thì, chúng ta học được cách phối hợp thì rồi, thì khi các bạn nhìn, các bạn sẽ nhận biết ngay đó là thì nào phối hợp với thì nào. Trước khi làm phần phối hợp thì cô nhắc lại các bạn một chút xíu, các bạn hãy ôn kỹ các phần thì. Và các bạn nhớ là khi các bạn làm dạng bài tập thì các bạn sẽ quan tâm tới 5 yếu tố nha các bạn, 5 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là các bạn phải nắm được cách phần form, tức là cách chia thì. Mỗi thì đều có thể khẳng định, phủ định, nghi vấn và câu hỏi. Thứ hai là các bạn phải nắm bắt được cách sử dụng thì. Trong trường hợp nào, trong tình huống nào thì các bạn sẽ sử dụng thì này. Thứ ba là các bạn sẽ phải biết được các trạng từ nào thường xuất hiện trong thì ấy. Thứ tư là các bạn phải nắm bắt được phối hợp thì. Như vậy phối hợp thì nằm ở cái trường hợp thứ tư là các bạn phải biết được thì này sẽ phối hợp với thì nào. Và thứ năm, sau khi chúng ta đã nắm biết được bốn yếu tố rồi thì thứ năm đó là gì? Situation, tức là ngữ cảnh của cái câu văn đó. Chúng ta nhìn vào ngữ cảnh, chúng ta sẽ biết được câu văn đó sử dụng thì nào. Và khi các bạn kết hợp được năm yếu tố, các bạn nắm bắt được năm yếu tố trong quá trình các bạn học thì, đặt câu ở trong văn, hoặc là viết câu, hoặc là các bạn các là giao tiếp cũng như là làm văn viết, làm ra các dạng bài tập mà liên quan đến thì các bạn sẽ làm đúng nhiều hơn, thậm chí là rất ít khi sai luôn. Các bạn sẽ mắc rất ít khi bị mắc lỗi khi các bạn nắm được năm cái yếu tố căn bản đó mà cô đã rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học cho các bạn. Nào, vì là phần phối hợp thì rất là dài, rất là nhiều, nên ở phần phối hợp thì part 1, phần 1 này, cô sẽ chọn lựa ra những phối hợp thì phổ biến nhất, xuất hiện nhiều nhất trong các dạng bài tập cũng như trong các bài test để đưa ra cho các bạn, hướng dẫn các bạn trước. You know there are 12 tenses in English. Các bạn biết là trong tiếng Anh có 12 thì đúng không? Vậy thì ngoài 12 thì đó, nó còn có một số cấu trúc có thể phối hợp được với thì nữa. Và cái đó, để phối hợp được các thì, ta gọi sequence of tenses. Và ta làm thế nào để phối hợp được các thì này với nhau? Sequence of tenses part 1. Phối hợp các thì phần 1. Phần các bạn lưu ý, ở video này cô chỉ đề cập tới những phối hợp thì phổ biến, dễ sử dụng và xuất hiện nhiều trong các dạng bài tập cũng như là các bài test, đặc biệt với học sinh phổ thông. The present simple coordinate tenses.
Các thì phối hợp với thì hiện tại đơn. Vậy thì các bạn hãy cho cô biết là thì nào có thể phối hợp được với thì hiện tại đơn? Cô bật mí nhé. Number one, the present simple coordinate tenses. Present simple. Present simple. Am, is, are going to be infinitive. Common sentence. Intense. Future simple. Vậy anh ta thấy là thì hiện tại đơn có thể phối hợp được với thì hiện tại đơn. Phối hợp được với tương lai gần. Phối hợp được với câu mệnh lệnh. Phối hợp được với một mệnh đề mà có động từ intend hoặc là intense. Nó có nghĩa là dự định nha các bạn. Và có thể phối hợp được với thì tương lai đơn. Như vậy, với một mệnh đề có sẵn là hiện tại đơn, chúng ta sẽ tìm được 5 phối hợp. For example, when, before, till, until, as soon as, after, etc. Present simple. Present simple. Khi hai mệnh đề phối hợp với nhau, ta sẽ có một mệnh đề chính và một mệnh đề phụ. Mệnh đề chính có thể là mệnh đề chính chỉ nguyên nhân, chỉ thời gian, vân vân. Thì ở đây phần lớn phối hợp thì là thường là các mệnh đề chỉ thời gian. Và để tạo ra một mệnh đề chỉ thời gian, chúng ta sẽ sử dụng một số liên từ, một số hay là gọi là từ nối. Như là when, before, till, until, as soon as, after, vân vân. Đặt trước mệnh đề là hiện tại đơn. Và mệnh đề này được gọi là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Mệnh đề còn lại sẽ là mệnh đề chính của câu. Và các cái kết phối hợp thì khác cũng tương tự như thế. For example, before I go to bed, I often finish my work. Các bạn thấy là khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở đầu câu thì ở giữa câu sẽ có comma, dấu phẩy. Và chúng ta có thể đảo mệnh đề chính lên trước, mệnh đề trạng ngữ ở phía sau. I often finish my work before I go to bed. Và khi chúng ta đảo mệnh đề chính lên trước, mệnh đề phụ phía sau thì chúng ta thấy ở giữa hai mệnh đề đã có một cái liên từ hay còn gọi là linking words, từ nối. Lúc này chúng ta dùng từ nối rồi, ta sẽ không dùng dấu phẩy nữa. Trước khi tôi đi ngủ, tôi thường hoàn tất công việc của mình. Hay là tôi thường hoàn tất công việc của mình trước khi tôi đi ngủ. Phối hợp thứ nhất là hiện tại đơn với hiện tại đơn. When, before, till, until, after, as soon as, present simple. Am, is, are going to be infinitive. Chúng ta thấy là hiện tại đơn sẽ là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian và mệnh đề chính sẽ là thì tương lai gần, sẽ là cấu trúc tương lai gần. For example, after Tom leaves school, he is going to study abroad. Tom is going to study abroad after he leaves school. Sau khi Tom rời khỏi trường học hay là tốt nghiệp trung học phổ thông thì anh ấy sẽ đi du học. Tom sẽ đi du học sau khi anh ấy tốt nghiệp trung học phổ thông. Leave school tức là tốt nghiệp trường. Leave high school đấy các bạn. Leave school tức là tốt nghiệp trung học phổ thông. Và chúng ta lưu ý là thường thì danh từ chúng ta sẽ đưa lên phía đầu nhé, đưa lên mệnh đề đầu. When, before, till, until, as soon as, after, present simple. Common. Verb one, a tone, verb one. Các bạn thấy là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian sẽ là mệnh đề ở thì hiện tại đơn. Và mệnh đề chính sẽ là một câu mệnh lệnh. For example, when you have free time, come and see your grandmother, son. Or come and see your grandmother when you have free time, son. Khi con có thời gian rảnh, con hãy đi thăm bà nhé, con trai. Hay là con hãy đi thăm bà khi con có thời gian rảnh nhé, con trai. Như vậy chúng ta thấy là mệnh đề chính sẽ là một câu là mệnh lệnh và mệnh đề phụ sẽ là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian kết hợp với hiện tại đơn.
When before, till, until, as soon as, after, present simple. Intent, intense. Mệnh đề trạng ngữ sẽ là mệnh đề hiện tại đơn và mệnh đề chính sẽ có động từ intent hoặc intense. As soon as they get married, they intend to move to the UK. They intend to move to the UK as soon as they get married. Ngay khi họ cưới nhau, họ dự định sẽ chuyển tới sống ở Anh. Họ dự định sẽ chuyển tới sống ở Anh ngay khi họ cưới nhau. When before, till, until, as soon as, after, present simple, future simple. Mệnh đề phụ sẽ là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở hiện tại đơn và mệnh đề chính sẽ là tương lai đơn. Until Mary comes back, we will wait here. We will wait here until Mary comes back. Cho tới khi Mary quay trở lại, chúng tôi sẽ đợi ở đây. Chúng tôi sẽ đợi ở đây cho tới khi Mary quay trở lại. Now again, listen again. Before I go to bed, I often finish my work. I often finish my work before I go to bed. After Tom leaves school, he is going to study abroad. Tom is going to study abroad after he leaves school. When you have free time, come and see your grandmother's son. Come and see your grandmother when you have free time, son. As soon as they get married, they intend to move to the UK. They intend to move to the UK as soon as they get married. Until Mary comes back, we will wait here. We will wait here until Mary comes back. Rồi một lưu ý nữa. Trong quá trình các bạn học phần sequence of tenses, phối hợp các thì nếu chúng ta thấy là khi ta nhớ cái cấu trúc phối hợp với nhau, các cái cấu trúc câu mà ta thấy khó, thì các bạn có thể học ví dụ. Mỗi một cái cấu trúc phối hợp thì các bạn có thể học thuộc một ví dụ. Học một ví dụ có thể dễ hơn học một cấu trúc tùy theo khả năng của từng bạn. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đôi khi các cái từ nối như before, after, when, as soon as, until, until gì đó, thì những từ nối này nó mỗi một từ nối nó sẽ có cái sắc thái khác nhau. Ví dụ before là trước khi, after sau khi, when khi, as soon as ngay khi, as khi, till cho tới khi, vân nó là khác nhau về mức về cái sắc thái. Đó. Và thứ hai nữa là các liên từ này không hoàn toàn không phải là dấu hiệu duy nhất để các bạn nhận biết sự phối hợp thì, bởi vì các liên từ này có thể xuất hiện ở rất nhiều phối hợp thì khác nhau. Vì vậy chúng ta nhớ là chúng ta nên lưu ý là thì hiện tại đơn có thể phối hợp được những thì nào. Đó, và chúng ta nên học hoặc là cấu trúc câu hoặc là ví dụ. Các bạn có thể chụp màn hình phần ví dụ hoặc là cái phần cấu trúc câu để chúng ta nhìn nhiều lần hoặc chúng ta xem video nhiều lần thì chúng ta sẽ nhớ được cái phần cấu trúc câu. Các bạn đừng lo lắng nếu như mình chưa nhớ ngay ở cái lần đầu xem đầu tiên nhé. Và thêm một lưu ý nữa, sau khi các bạn học ở đây là hết các một phối hợp thì đó nào đó, sau khi cô hướng dẫn xong thì cô sẽ có cái phần tổng kết lại cho các bạn. Vậy thì chúng ta lưu ý là chúng ta có thể dừng video chẳng hạn ở cái phần này để các bạn cố gắng make another example. Các bạn sẽ cố gắng làm đặt những cái ví dụ khác hoặc là make another meaningful sentences. Các bạn meaningful sentences, các bạn có thể đặt những cái câu có nghĩa khác. Thay vì đặt đọc cái câu cô xong, các bạn sẽ đặt một câu tương tự. Đó. Như vậy nó sẽ làm cho các bạn hiểu bài hơn và nắm bắt được kiến thức nhanh hơn. Nếu các bạn chỉ xem, chỉ nghe thôi thì cũng chưa đủ. Các bạn cần phải một người mà biết cách sử dụng tiếng Anh là phải biết đầu tiên là phải make example hoặc là make sentences. Các bạn thể đặt ví dụ hoặc hay nói cách khác là các bạn đặt câu. Và thứ hai nữa là khi mình giỏi hơn một chút thì mình có thể sử dụng để giao tiếp một cách giao tiếp một cách thuần thục với một người nước ngoài hoặc là một ai đó nói tiếng Anh. Ok?
Tương tự các phần khác cô cũng sẽ không nhắc lại nữa, để cô chỉ nhắc ở cái cấu trúc đầu tiên, những kết hợp thì với hiện tại đơn, các phối hợp thì khác cô cũng sẽ làm tương tự. The brand's perfect coordinate tenses. Các phối hợp thì với thì hiện tại hoàn thành. Theo các bạn thì hiện tại hoàn thành có thể phối hợp được với thì nào? Thì hiện tại hoàn thành là thì mà tương đối khó hơn so với các thì khác, bởi vì thì này dễ nhầm lẫn với nhiều thì, lại sử dụng với rất nhiều các trạng từ, vì nó không rõ ràng về thời gian cho nên phối hợp rất là nhiều các trạng từ. Vậy thì hiện tại hoàn thành phối hợp được với những thì nào? To the present perfect coordinate tenses. Present perfect, past simple, future simple. Thì hiện tại hoàn thành thì thường sẽ được phối hợp với thì quá khứ đơn past simple và thì tương lai đơn future simple. For example, present perfect since past simple. Lúc này thì hiện tại thành sẽ là mệnh đề chính và chúng ta sẽ lấy thì quá khứ đơn phối hợp với liên từ từ nối since để tạo thành mệnh đề phụ. She has lived in Ho Chi Minh City since she was born. Since she was born, she has lived in Ho Chi Minh City. Cô ấy sống ở thành phố Hồ Chí Minh từ khi cô ấy được sinh ra. Từ khi cô ấy được sinh ra, cô ấy sống ở thành phố Hồ Chí Minh. After present perfect, future simple. Chúng ta sử dụng liên từ after đi với hiện tại hoàn thành và để làm mệnh đề phụ. Và mệnh đề chính sẽ là tương lai đơn. After she has finished her work, she will go home. She will go home after she has finished her work. Sau khi cô ấy hoàn tất công việc của mình, cô ấy sẽ về nhà. Cô ấy sẽ về nhà sau khi cô ấy hoàn tất công việc của mình. Trong kết hợp này các bạn thấy cô phải làm việc xong cô ấy mới về nhà. Now again, listen. She has lived in Ho Chi Minh City since she was born. Since she was born, she has lived in Ho Chi Minh City. After she has finished her work, she will go home. She will go home after she has finished her work. The past simple coordinate tenses. Các thì phối hợp với thì quá khứ đơn. Theo các bạn thì nào có thể phối hợp được với thì quá khứ đơn? Thì quá khứ đơn là một thì được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp các bạn ạ. Number 3, the past simple coordinate tenses. Past simple. Past simple. Past continuous. Past perfect. Present perfect. Như vậy các bạn thấy là khi các bạn có một vế là thì quá khứ đơn, thì quá khứ đơn có thể phối hợp được với thì quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn có thể phối hợp được với thì quá khứ tiếp diễn. Quá khứ đơn phối hợp được với thì quá khứ hoàn thành. Và lúc nãy các bạn cũng đã biết là quá khứ đơn phối hợp được với thì hiện tại hoàn thành. For example, when as soon as past simple. Khi ta phối hợp thì quá khứ đơn với thì quá khứ đơn, chúng ta sẽ lấy một mệnh đề làm mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. As soon as I saw the red light, I stopped my car. I stopped my car as soon as I saw the red light. Ngay khi tôi nhìn thấy đèn đỏ, tôi dừng xe. Tôi dừng xe ngay khi tôi nhìn thấy đèn đỏ. Như các bạn thấy ở ví dụ này, hai hành động này nó diễn ra liên tiếp rất là nhanh. Nhìn thấy đèn đỏ và dừng xe ngay. À, dừng xe ngay. Dừng xe ngay khi nhìn thấy đèn đỏ. Như vậy các bạn thấy, khi chúng ta kết
Chúng ta phối hợp thì quá khứ đơn với thì quá khứ đơn để diễn đạt những trường hợp mà hai hành động trong quá khứ, hai hành động trong quá khứ cùng trong quá khứ diễn ra liên tiếp. Tức là diễn ra rất là nhanh và thường hai hành động này sẽ là hành động ngắn, nhìn thấy và dừng lại, hành động rất là ngắn và diễn ra liên tiếp với nhau. Như vậy cô nhắc lại lần nữa, khi các bạn muốn nhấn mạnh hai hành động diễn ra hay là xảy ra liên tiếp, chúng ta sẽ phối hợp thì quá khứ đơn với thì quá khứ đơn. When as soon as past simple, past continuous. Chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ đơn làm mệnh đề trạng ngữ và thì quá khứ tiếp diễn làm mệnh đề chính. When John came home, his wife was cooking dinner. John's wife was cooking dinner when he came home. Khi John về đến nhà, vợ của anh ấy đang nấu bữa tối. Vợ của John đang nấu bữa tối khi đó anh ấy về đến nhà. Như vậy các bạn thấy là ở đây có hai hành động, một hành động rất là ngắn và hành động dài. Hành động John về đến nhà là về nhà là hành động ngắn và hành động vợ nấu ăn là hành động nó dài. Hành động nấu ăn là đang diễn ra thì hành động John về là hành động ngắn đã chen ngang. Như vậy khi các bạn muốn muốn diễn đạt hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, một hành động đang diễn ra trong quá khứ thì bị hành động khác chen ngang. Lúc đó chúng ta sẽ phối hợp thì quá khứ đơn với thì quá khứ tiếp diễn. Vì ở đây đang nói tới phối hợp của quá khứ đơn cho nên cô chọn quá khứ đơn làm mệnh đề là trạng ngữ chỉ thời gian. Chúng ta cũng có thể đảo quá khứ tiếp diễn là mệnh đề trạng ngữ thì chỉ thời gian. Nhưng mà khi nào học sang cái phần này phải liên quan tới quá khứ tiếp diễn thì cô sẽ nhắc đến phần này. When as soon as by the time till past simple. Past perfect. Chúng ta chọn thì quá khứ đơn là mệnh đề trạng ngữ và quá khứ hoàn thành là mệnh đề chính. For example, by the time we went to the railway station, the train had left. The train had left by the time we went to the railway station. Cho tới khi chúng tôi tới nhà ga thì tàu đã rời ga rồi. Tàu đã rời ga khi mà chúng tôi tới nhà ga. Như vậy chúng ta thấy ở đây có hai hành động. Hành động chúng tôi đi tới nhà ga và hành động tàu rời ga đều nằm trong quá khứ. Nhưng có sự trước sau. Hành động tàu rời nhà ga là hành động xảy ra trước. Và hành động chúng tôi tới nhà ga là hành động xảy ra sau. Vậy thì khi trong quá khứ chúng ta có hai hành động. Một hành động xảy ra trước và hành động xảy ra sau. Hành động xảy ra trước chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề đó ở quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề ở quá khứ đơn. Và ở đây cô đang hướng dẫn các bạn phần phối hợp thì của quá khứ đơn cho nên cô sử dụng quá khứ đơn là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Since past simple, present perfect. Lúc nãy chúng ta đã học cái phần phối hợp thì giữa quá khứ đơn với hiện tại thành đúng không? Và chúng ta đều biết là quá khứ đơn xin kết hợp với quá khứ đơn làm mệnh đề phụ, mệnh đề chỉ thời gian và hiện tại thành là mệnh đề chính. Since she was born, she has lived in Ho Chi Minh City. She has lived in Ho Chi Minh City since she was born. Từ khi cô ấy được sinh ra, cô ấy sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô ấy sống ở thành phố Hồ Chí Minh từ khi cô ấy sinh ra. Như vậy chúng ta thấy là phối hợp thì này chúng ta đã sử dụng rồi đúng không ạ? Chúng ta đã biết khi mà cô nhắc đến phối hợp thì của hiện tại hoàn thành. Now again, as soon as I saw the red light, I stopped my car as soon as I saw the red light. When John came home, his wife was cooking dinner. John's wife was cooking dinner when he came home. By the time we went to the railway station,
The train had the left. The train had the left by the time we went to the railway station. Since she was born, she has lived in Ho Chi Minh City. She has lived in Ho Chi Minh City since she was born. Thế vậy các bạn thấy là ở phần phối hợp thì khi ta sử dụng các trạng, các cái từ nối hoặc là liên từ hoặc là các cái từ nối khác nhau thì các sắc thái nó sẽ khác nhau, các bạn lưu ý. Và cô cũng cố tình lấy lại những cái ví dụ mà đã dạy từ cái phần trước để cho các bạn chỉ nhớ ít ví dụ hơn và nó, như vậy nó sẽ hiệu quả hơn. The past continuous coordinate tenses. Các thì phối hợp với thì quá khứ tiếp diễn. Vậy theo các bạn, thì nào có thể phối hợp được với thì quá khứ tiếp diễn nào? Number four, the past continuous coordinate tenses. Past continuous. Past simple. Past continuous. À, các bạn lưu ý một chút xíu, thì quá khứ tiếp diễn có thể phối hợp được với thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn có thể phối hợp được với thì quá khứ tiếp diễn. For example, past continuous when as maybe as soon as, past simple thì quá khứ tiếp diễn là mệnh đề chính phối hợp với thì quá khứ đơn là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. For example, John's wife was cooking dinner when he came home. When John came home, his wife was cooking dinner. Đây là ví dụ và cấu trúc lúc nãy chúng ta đã học rồi đúng không? Chỉ có điều cô đảo thay vì cô để quá khứ đơn ở đầu thì cô đảo quá khứ tiếp diễn lên đầu thôi. Why when past continuous, past simple? À, ngoài cái trường hợp mà ta lấy mệnh đề quá khứ đơn là mệnh đề trạng ngữ, à, mệnh đề phụ chỉ trạng ngữ chỉ thời gian, thì cô cũng có thể lấy thì quá khứ tiếp diễn, à, mệnh đề quá khứ tiếp diễn là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Và chúng ta sẽ nhìn xem có sự khác nhau gì không nhé. For example, cô vẫn lấy lại ví dụ cũ, cô chỉ đổi mệnh đề nào là mệnh đề chính và mệnh đề phụ thôi. While John's wife was cooking dinner, he came home. John came home while his wife was cooking dinner. Trong khi vợ của John đang nấu bữa tối thì anh ấy về. John về nhà trong khi vợ anh ấy đang nấu bữa tối. Như vậy về mặt ngữ nghĩa thì gần như không khác nhau. Sắc thái thì có chút xíu khác nhau. Ở đây cô nhấn mạnh tới cái việc mà John về đến nhà. Khi John về đến nhà, vợ anh ta đang nấu bữa tối. Còn ở kết hợp khi chúng ta lấy quá khứ tiếp diễn làm mệnh đề phụ, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, thì chúng ta có vẻ là về sắc thái ta nhấn mạnh về cái hành động mà nấu ăn hơn. À, trong khi vợ của John đang nấu ăn, đang nấu bữa tối, anh ấy về nhà. Như vậy nó chỉ khác nhau chút xíu về sắc thái, còn về ý nghĩa thì không khác nhau nhiều. Nhưng nó giúp cho người học có thêm các cái cách thể hiện ý tưởng của mình, có nhiều cách thể hiện ý tưởng của mình hơn. Thay vì một ý tưởng chỉ có về nó khi chúng ta nói về hành động vợ đang nấu cơm, hành động John đi về nhà, chúng ta có thể viết thành bốn câu khác nhau đúng không các bạn? Chúng ta diễn đạt bằng bốn cách khác nhau. Như vậy thì trong giao tiếp ấy, nếu một ý tưởng mà chúng ta biết cách diễn đạt bằng nhiều cách thức khác nhau, như vậy có nghĩa là các bạn đã thuộc được rất nhiều cấu trúc ngữ pháp. Và thứ hai nữa là trong giao tiếp cũng như trong văn viết, nó sẽ làm cho người nghe, người đọc xong không cảm thấy bị nhàm chán. Và trên thực tế thì tiếng Anh người ta rất tối kỵ cái việc mà lặp đi lặp lại từ vựng, lặp lại cấu trúc câu nha các bạn. Một bài văn, một cái bài thuyết trình, một cái bài giảng. Mà nếu người nói, người viết cứ lặp đi lặp lại một cái cấu trúc câu, lặp đi lặp lại một câu
thì nghe nó sẽ rất là nhàm. Nhưng nếu vẫn là câu ấy mà các bạn cần phải lặp lại, các bạn đổi đi, đổi cách nói đi, đổi cấu trúc đi, thì sẽ được đánh giá cao hơn và cái bài viết, bài thuyết trình của mình sẽ hay hơn. Và tuy nhiên nếu các bạn học được nhiều cái cách diễn đạt thì khi các bạn gặp những cái dạng bài tập liên quan tới phối hợp thì các bạn sẽ làm nhanh hơn và chính xác. When past continuous? Past continuous. Chúng ta có thể phối hợp thì quá khứ tiếp diễn với thì quá khứ tiếp diễn. Nếu lại chúng ta đã biết là khi ta phối hợp quá khứ đơn với quá khứ tiếp diễn là hành động quá khứ tiếp diễn, hai hành động đều ở trong quá khứ. Hành động quá khứ tiếp diễn là hành động đang diễn ra, thì bị hành động quá khứ đơn là hành động chen ngang. Còn ở đây chúng ta phối hợp quá khứ tiếp diễn với quá khứ tiếp diễn, chúng ta sẽ lấy một mệnh đề làm mệnh đề, làm mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Chúng ta có thể dùng while. Anh người ta sẽ sử dụng từ while. Anh Mỹ sẽ dùng từ when. Và when trong trường hợp này sẽ có nghĩa là trong khi. Các bạn lưu ý. Và now look at the example first. While I was reading books, my parents were watching TV. My parents were watching TV while I was reading books. Trong khi tôi đang đọc sách, ba mẹ tôi đang xem TV. Ba mẹ tôi đang xem TV trong khi tôi đang đọc đọc sách. Như vậy các bạn thấy là khi ta hai hành động này nó diễn ra song song, hai hành động này đều là hành động dài và đang diễn ra song song. Tôi đang đọc sách và ba mẹ tôi đang xem TV, hai hành động này diễn ra gần như song song với nhau. Và khi các bạn muốn diễn đạt hai hành động mà diễn ra song song với nhau, chúng ta sẽ sử dụng hai mệnh đề đều ở quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn phối hợp với quá khứ tiếp diễn. Và thay vì cô chọn hành động đọc sách làm mệnh đề phụ, thì cô cũng có thể chọn hành động ba mẹ tôi xem TV làm mệnh đề phụ được, để tạo cho chúng ta có nhiều cách diễn đạt khác nhau. I was reading books while my parents were watching TV. While my parents were watching TV, I was reading books. Tôi đang đọc sách trong khi ba mẹ tôi xem TV. Trong khi ba mẹ tôi xem TV, tôi đang đọc sách. Nó chỉ khác nhau một chút xíu về sắc thái, còn lại gần như không khác nhau gì. Tuy nhiên, chúng ta nghe hoặc chúng ta viết thì bài văn của mình hoặc bài thuyết trình của mình sẽ hay hơn nếu chúng ta biết cách sử dụng linh động. Chúng ta đổi. Như vậy nó sẽ hay hơn. Và nếu trong giao tiếp thì người ta coi hành động nào, hành động ví dụ ở cấu trúc trên này, ở cái câu trên này thì hành động này tôi đọc sách sẽ được nhấn mạnh hơn, hay là ở câu dưới thì hành động ba mẹ tôi xem tivi sẽ được nhấn mạnh hơn, nó khác nhau một chút xíu về sắc thái. Again, John's wife was cooking dinner when he came home. When John came home, his wife was cooking dinner. While John's wife was cooking dinner, he came home. John came home while his wife was cooking dinner. While I was reading books, my parents were watching TV. My parents were watching TV while I was reading books. I was reading books while my parents were watching TV. While my parents were watching TV, I was reading books. Và cho bạn lưu ý là while ở ví dụ là sau này, các bạn có thể dùng when đối với anh Mỹ. Như vậy thì các bạn thấy này, đôi khi một ý tưởng ta có thể đọc, các bạn có thể nói thành bốn câu khác nhau, diễn đạt bằng bốn cách khác nhau. Và người nghe, người đọc sẽ thấy bài viết, bài nói của bạn nó phong phú. Các bạn có thể đặt ví dụ tương tự ha, và các bạn làm giống như cô. The past perfect coordinate tenses. Các thì phối hợp với thì quá khứ hoàn thành. Theo các bạn thì nào có thể phối hợp được với thì quá khứ hoàn thành? Number 5. The past perfect
coordinate tenses. Past perfect. Past simple. Thì quá khứ hoàn thành phối hợp được với thì quá khứ đơn. Past perfect. When, as soon as, by the time, till, until, past simple. Phối hợp thứ nhất là cô sẽ để quá khứ hoàn thành là mệnh đề chính, quá khứ đơn là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, và lúc nãy ta đã biết ví dụ rồi. The train had left by the time we went to the railway station. By the time we went to the railway stations, the train had left. Tàu đã rời ga khi mà chúng tôi tới nhà ga. Khi tôi tới nhà ga, cho tới khi tôi tới nhà ga thì tàu đã rời ga. Tàu rời ga trước khi tôi tới, đúng không các bạn? Chúng ta muốn sắc thái khác nhau, chúng ta có thể chọn các cái từ nối khác nhau. Thay vì chọn by the time, các bạn có thể dùng when, as soon as. Đó. Và cô cũng có thể dùng mệnh đề quá khứ hoàn thành là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Và chúng ta lưu ý, khi quá khứ hoàn thành dùng mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, chúng ta có thể áp dụng với after hoặc when. Và mệnh đề chính sẽ là quá khứ đơn. Và ta lưu ý một xíu nữa là after thì chỉ sự trước sau. Còn khi ta dùng went thì nó nhấn mạnh là tôi phải làm hành động này trước. Và hành động này sẽ kéo theo hành động kia. After the train had left, we went to the railway station. We went to the railway station after the train had left. Như vậy cũng giống như là các thì khác, chúng ta đổi cái mệnh đề chính và mệnh đề phụ thì nó sẽ làm cho cái cách diễn đạt của chúng ta nó phong phú hơn. Và trong trường hợp này chúng ta sẽ không sử dụng when ở đây được. Chúng ta sẽ không sử dụng when. When khi nào ta nói ví dụ for example. When the children had the breakfast, they went out. Khi mà bọn trẻ ăn xong bữa sáng thì chúng được đi chơi. Chúng đi chơi. Tức là bọn trẻ phải ăn sáng xong mới được đi chơi. Các bạn lưu ý. Hoặc là, for example, when the children had washed their hands, they had breakfast. Khi bọn trẻ rửa tay xong, bọn trẻ ăn ăn sáng, bắt buộc bọn trẻ phải làm hành động rửa tay trước. Had washed their hands. Rồi mới tới had breakfast. Đó là như vậy. Khi mà ta dùng trong trường hợp là bắt buộc hành động này xảy ra trước, kéo theo hành động kia, lúc đó ta mới dùng when nhé các bạn. À, vì ở đây là video số 1 cho nên cô không muốn ghi ra đây, ghi thành câu ra. À, cô để dành sang cái video sau thứ hai. Với các cái trường hợp mà phối hợp thì khó hơn, nâng cao hơn thì cô sẽ đề cập lại cho các bạn. Again, the train had left by the time we went to the railway station. By the time we went to the railway station, the train had left. After the train had left, we went to the railway station. We went to the railway station after the train had left. Như vậy các bạn thấy là cô cứ lặp đi lặp lại một cái ví dụ. À, có thể các bạn sẽ nghĩ là nhàm chán nhưng không. Khi lặp lại lấy dạy nhiều cấu trúc nhưng cô chỉ lấy ít ví dụ thì các bạn sẽ dễ nhớ hơn, nhất là đối với bạn mà không nhớ được cấu trúc, các bạn học ví dụ thì các bạn học ít câu hơn mà các bạn vẫn thuộc được tất cả các cấu trúc câu, các cái cấu trúc phối hợp. Thì the future simple coordinate tenses, các thì phối hợp với thì tương lai đơn. Vậy thì nào có thể phối hợp được với thì tương lai đơn? The future simple coordinate tenses, number 6. Future simple, present simple, present perfect. Như vậy các bạn, lặp lại này, các bạn lưu ý, hai cấu trúc này chúng ta đã học rồi đúng không? Ở đây cô muốn đưa ra là vì sao? Có nhiều bạn khi mà bắt gặp một vế là tương lai đơn thì không biết bên kia sẽ là cái gì, cho nên
Cô đã làm một cấu trúc thành trở thành cấu trúc số 6. Future simple. When before, as soon as to, until, present will wait here until Mary comes back, we will wait here. Chúng tôi sẽ đợi ở đây cho tới khi Mary quay trở lại. Cho tới khi Mary quay trở lại, chúng tôi sẽ đợi ở đây. Đây là cái ví dụ cô đã hướng dẫn các bạn rồi. Future simple after present perfect. Chúng ta sử dụng after với hiện tại hoàn thành. Khi ta làm mệnh đề phụ, khi ta phối hợp với thì tương lai đơn. She will go home after she has finished her work. After she has finished her work, she will go home. Chúng ta dùng after với hiện tại hoàn thành để nhấn mạnh cô ấy phải hoàn tất công việc, cô ấy mới được đi về nhà. Đó. Tức là nhấn mạnh cái điều này phải xảy ra trước. Again, we will wait here until Mary comes back. Until Mary comes back, we will wait here. She will go home after she has finished her work. After she has finished her work, she will go home. Right. Note. Now try to remember. Trước khi nhắc lại các cấu trúc câu, các cấu trúc phối hợp thì mà các bạn đã học, thì các bạn lưu ý trong quá trình các bạn theo dõi video, các bạn sẽ ghi lại các cái ví dụ. Cô đã sử dụng ví dụ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cho nên khi mà các bạn ghi lại, các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ nhớ phải nhớ rất ít ví dụ, không cần phải nhớ nhiều. Nhưng mà ít ví dụ nhưng các bạn lại nhớ được rất nhiều. Tất cả hầu như tất cả cái phối hợp thì. Ở đây cô chỉ nhắc lại cấu trúc thôi, ví dụ các bạn sẽ tự xem lại video mà tự ghi lại nhé, hoặc chụp lại nhé. Number one, the present simple coordinate tenses. Present simple. Em is are going to verb one. Common sentence. Intense. Future simple. Thì hiện tại đơn phối hợp với thì hiện tại đơn, phối hợp cấu trúc tương lai gần, phối hợp với câu mệnh lệnh, phối hợp với mệnh đề có intent, intense, hiện tại đơn ấy, và phối hợp được với tương lai đơn. Đó là phối hợp thứ nhất. Number two, the present perfect coordinate tenses. Present perfect, past simple, future simple. Hiện tại hoàn thành phối hợp được với quá khứ đơn và phối hợp được với thì tương lai đơn. Đây là phối hợp thứ hai. Number three, the past simple coordinate tenses. Past simple, past continuous, past perfect, present perfect. Thì quá khứ đơn có thể phối hợp được với thì quá khứ đơn, phối hợp với thì quá khứ tiếp diễn, phối hợp với thì quá khứ hoàn thành và phối hợp được với thì hiện tại hoàn thành. Number four, the past continuous coordinate tenses. Past simple, past continuous. Thì quá khứ tiếp diễn có thể phối hợp được với thì quá khứ đơn và có thể phối hợp được với thì quá khứ tiếp diễn. Number five, the past perfect coordinate tenses. Past perfect, past simple. Thì hiện tại hoàn thành. Sorry, thì quá khứ hoàn thành. Past perfect, thì quá khứ hoàn thành phối hợp với thì quá khứ đơn. And number six, the future simple coordinate tenses. Future simple, present simple, present perfect. Thì tương lai đơn có thể phối hợp được với hiện tại đơn và thì hiện tại hoàn thành. Thank you very much for your attention. Please like, share and subscribe for the next lesson. Goodbye.